Rồi, xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà để so sánh hai con sò sắt và sò than, hay còn gọi là transistor 2N3055 và transistor B688. Thì đầu tiên mình sẽ nói con này sò sắt trước. Con 2N3055 trước là con sò này á, thật ra là nó con sò ngược nha, tại vì mình nó cũng là tương tự, nguyên lý hoạt động nó cũng tương tự với con là D718 và con C828 vân vân. Thì nói chung là con transistor ngược. Thì con transistor là sò sắt thì nó có ký hiệu như thế này. Ở đây là chân B nha, đây là chân C và đây là chân E. Đó. Thì con transistor này là dạng transistor là NPN nha, transistor ngược. Đây mình vẽ. Nó có 3 lớp và lớp giữa đây là chân B nè. À, nó NPN. Thì các bạn hình dung như là hai con diode mà xây đầu với nhau vậy đó. Đây thì mình sẽ vẽ ra nó sẽ tương tự như thế này để cho mình dễ đo. Đó. Và cái điểm giữa này là anode, nói chung cái đầu anode này. Và cái này là chân B nè. Và cái này là chân E, cái này là chân C. Đó. Rồi. Thì con sò sắt này thì nó tương tự như con là D718 luôn nha. Tương tự như D718. Thì con sò này bên Mỹ hay bên Malaysia gì người ta hay ký hiệu là con 2N nha. Còn sò mà Trung Quốc, transistor Trung Quốc thì nó là ký hiệu là AB đầu tiên nha. Thì AB là con thuận mà C, D là con nghịch. Thì con 2N này là con transistor nghịch nha. Đó. Thì cái hình dáng nó như thế này thì các bạn mình vẽ nó luôn nha. Vẽ nó hơi méo nhưng mà các bạn để ý là cái vòng tròn này là ở phía dưới nha. Đây nó có cái vòng tròn ở dưới nè. Hai cái chân này. Và cái chân này là chân B nha, chân bên trái là chân B. Và cái này chân E và cái vỏ này là chân C nha. Đó. Và khi các bạn đo thì cái chân này, cái đầu này là anode nè. Anode thì các bạn là các que đen này nè. Que đen này các bạn đặt vào chân B nha, là chân anode. Thì mình muốn xác định cái con sò transistor này xài được hay không thì cái chân cái que đen này các bạn đặt vào anode nha. Đó. Thì là cái chân B đây. Và cái que đỏ thì các bạn đặt qua chân C nha. C là cái vỏ này. Đây, kim lên đây. Các bạn để thang X1 nha. Đang đo điện trở X1 đây. Chân C. Chân C là cái vỏ nha. Đó. Rồi. Các bạn di chuyển cái que đỏ này qua chân A nha. Cái chân B này giữ nguyên nè. Chân B là chân bên trái này mình giữ nguyên. Đây là chân B này mình giữ nguyên. Rồi mình di chuyển qua cái chân E. Là chân E là chân này. Rồi là kim lên luôn nha. Đó. Rồi mình tiến hành đổi lại nha. Đổi lại có nghĩa là cái này có cái
cái đầu que đen này á, để khi mà đặt qua C á, thì nó không có cho dòng điện chạy qua đây được, bắt buộc, và đặt qua E thì nó không qua được. Đó. Nên các bạn đổi que đen, que đỏ qua cái chân B này và que đen qua chân C này, bắt buộc là nó không phải lên nha, nếu nó lên là nó sẽ bị hư á. Đó. Là nè, là không lên nè, và cái que đen này qua chân C, chân E luôn nè, là không lên nè. Đó, là chứng tỏ cái con transistor này là còn sống nha, là còn xài tốt nha. Và mình sẽ chứng minh cho các bạn cái con này hư luôn. Đây sẽ có con hư đây, mình sẽ đã sửa chữa trong máy kích cá, mình tháo ra đây. Đó. Thì đầu tiên các bạn cũng đo như mình con transistor mình kiểm đầu tiên gì đó, que đen anode. Khi mà đo qua chân C thì sẽ có dòng điện chạy qua, sẽ kim sẽ lên, và đo qua chân cái que đỏ ở chân E sẽ có lên. Đây mình đo cái này nè, và mình di chuyển cái chân E, cái que đỏ qua chân E nha, là không lên nè. Thì nó có ba lớp, thì cái này có nghĩa là cái lớp chân E này nó bị thủng rồi, B sang E nó bị thủng rồi, nó chỉ còn lại là B sang C thôi. BC thì nó lên nè, BE nó không lên nè, nghĩa là con này hư rồi nè. Và mình muốn chắc chắn nữa, mình đổ ngược lại lần nữa nè, que đỏ bên chân B nó lên luôn nè, thấy không? Thường thường que đỏ bên chân B là nó không có lên. Nó bị hư rồi nè. Tất cả các trường hợp mà đo như thế này là hư. Còn như hồi nãy mình đo que đen qua chân B và que đỏ qua chân E, đây kim lên, và di chuyển cái que đỏ qua chân E kim lên, còn tất cả các trường hợp còn lại là không lên, thì transistor đó còn tốt. Mà khi mà đảo kim lại, đảo que lại mà kim lên, chứng tỏ transistor đó bị hư rồi. Thì con này là con NPN nha, là con transistor nghịch. Thì mình chia sẻ con nghịch trước, tại vì con nghịch này người ta xài rất là nhiều trong âm ly hoặc là trong máy kích cá vân vân, thì rất là nhiều. À, bây giờ mình tiến hành qua con B nha. Này con B này B688, B688 là con này là con thuận nha. Đó. Thuận như A1915AB thì nó là thuận nha. Và C với D thì nó con nghịch, thì mình hay sử dụng. Đó, thì cái con transistor này nó sẽ được ký hiệu như thế này. Cái này chữ B. Và cái này chữ C và cái này chữ E. Nó sẽ phân theo cái chiều này, chứ nó không giống như con nghịch đây nha. Đó. Và cái này là con transistor BNB nha. BNB. Đó. Và nó sẽ tương tự như hình hai con diode mà đi ngược chiều với nhau. Điểm giữa là B rồi nè, và đây là E. Đó, nó E và là C. Đó, các bạn nhìn nó nghịch với cái này thấy không? Dòng điện nó đổ từ C qua B, E qua B, thì bắt buộc lát nữa các bạn phải là que đen á, que đen bên C và que đen bên E thì nó mới lên kim nha. Thì cái hình dạng nó như thế này, mình chia sẻ thực tế luôn thì cho các bạn tham khảo. B688 nha. Và cái chân đầu tiên cũng là chân B, chân kế tiếp là chân C và chân cuối là chân E. Đó.
Đây thì cái điểm chung của là cathode đây. Cathode là điểm chung này. Đây thì mình ngược lại với con transistor đi 718 hoặc là con 2N3055 thì các bạn phải là đặt que đỏ ở chân đầu cathode nha. Là chân B. Hồi nãy mình đặt anode là chân B của con nghịch, bây giờ con thuận là phải chân đỏ nè. Chân đỏ que B nha. Đây. Đó. Mình để ra cho dễ nhìn rõ. Có que đỏ chân B nha và que đen ở chân C là chân chính giữa đây thì kim lên nha. Và tiếp tục đây là C với B nó lên rồi nè. À, bây giờ các bạn giờ chân chân C chân cái que đen qua chân E đây, que đỏ giữ nguyên thì kim vẫn lên nè, đó, vẫn lên luôn. Rồi xong các bạn đảo được ngược lại giống như hồi nãy con nghịch vậy đó, đen sang B và di chuyển sang E cái que đỏ là không lên, chứng tỏ con beta 688 này là còn tốt nha, transistor này còn tốt. Tất cả các trường hợp mà đảo ngược kim lại lên á là hư hết nha, nó chỉ lên được một chiều thôi, que đỏ ở chân B và que đen ở chân C và di chuyển que đen qua chân E thì nó chỉ lên thôi, còn tất cả các trường hợp khác lên là nó bị hư. Thì ở đây thì mình sẽ dẫn chứng cho các bạn cái con hư luôn nha. Mình cũng thay trong sửa trong máy kích chá hơn cá thôi. Thì đây, con hư mình tháo ra đây. Đó. Thì các bạn đo như cái mình kiểm cái con transistor thuận thôi thì có que đỏ nè. Mình đặt ở chân B. Và cái que đen này mình đặt ở chân C nha. Lên nè. Và mình di chuyển cái que đen này qua chân E nè, nó không lên nè. Đó. Thường thường lại đây C với B lên nè. Có nghĩa là dòng điện đổ từ đây qua đây đây. Sẽ lên. Và mà que đen này qua chân E. Với B thì đáng lẽ nó phải lên mà cái này không lên nè. Chứng tỏ con này bị hư rồi nè. Hư rồi thì mình không đâu không có cần mà đo kiểm mấy cái chiều này nữa. Trong khi đó mình đo ngược lại nó vẫn lên nè, nó vẫn là nó hư luôn nè. Là nó lên tầm bậy luôn nè. Đó, thấy không? Đây. Con này hư nha. Đó. Thì clip mình đã chia sẻ cho các bạn cái so sánh giữa con transistor nghịch 2N3055 và con B688 con transistor thuận đó. Thì các bạn có gì thắc mắc thì hãy comment dưới cho mình nha. Mình sẽ chia sẻ tận tình cho các bạn luôn. Cái gì mình biết thì mình chia sẻ hết. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh của mình nha và nhấn cái chuông và like chia sẻ video ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề sạc bình và kích cá nha. Thì rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.